Bóng đến chân của Hải Gà, rất chống trả, rất điểm ngay, khá nguy hiểm và cơi 6-2, 6-2 và cú đúp dành cho Dương Cùi. Vẫn là những tình huống lên bóng khá đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả cao của các cầu thủ FC Miền Tây. Cái chân trái của Hải Gà vẫn đang rất khó chịu.